Hello, dear students. My name is Võ Văn Tuấn. Today, I'm very happy to be here with you. In this lesson, we will review conditionals. We will focus on tie 1, tie 2, tie 3, inversion in if clause tie 3. And now, let's begin with these examples. Các em học sinh thân mến, ở đây thầy có 3 câu ví dụ. Các em hãy đọc từng câu và xác định cho thầy xem mỗi câu có bao nhiêu mệnh đề và các trạng từ chỉ thời gian trong từng câu. Now, let's begin. Number 1. If it is sunny tomorrow, we will go fishing. Number 2. If I had much money now, I would buy a car. Number 3. If he had won the World Tennis Championship last year, he would have been very happy. Và chúng ta có. Các em thấy câu số 1, câu số 2 và câu số 3. Mỗi câu đều có hai mệnh đề. Mệnh đề bắt đầu bởi chữ if. Ta gọi là mệnh đề if, tức là if clause. Mệnh đề còn lại là mệnh đề chính, tức là main clause. Trong câu số 1, chúng ta có trạng từ tomorrow, là ngày mai, nói về tương lai. Trong câu số 2, ta có trạng từ now, là bây giờ, nói về hiện tại. Và trong câu số 3, ta có từ last year, năm ngoái, là nói về quá khứ. Ba câu này chính là ba câu ví dụ, minh họa cho ba loại câu điều kiện mà hôm nay chúng ta sẽ ôn tập. Now, let's go into details. Tie 1, present, future, possible, conditional. Điều kiện loại 1. Ta sử dụng điều kiện loại 1 là để nói về một sự việc, một sự vật mà người nói nghĩ rằng nó có thể xảy ra. Trong phần này, thầy muốn các em chú ý đến phần chia động từ của cả hai mệnh đề if và mệnh đề chính. Ở mệnh đề if, các em thấy động từ ở đây được chia thì hiện tại. Và ở mệnh đề chính, động từ được chia ở thì tương lai đơn. Đối với lại mệnh đề chính, mình sử dụng will infinitive. Thì thay vì dùng will, mình có thể sử dụng các từ thay thế. Đó là can và may. The second one. Present unreal conditional. Điều kiện loại 2. Ta sử dụng điều kiện loại 2 để nói về những sự vật, sự việc mà không có thật ở hiện tại. Phần này, các em cũng chú ý đến phần chia động từ của cả hai mệnh đề. Đối với mệnh đề if, động từ trong mệnh đề if được chia ở thì quá khứ đơn. Động từ ở mệnh đề chính sẽ là would infinitive. Chúng ta chú ý ở phần thì của mệnh đề if, ngoài cái việc động từ được chia ở thì simple past. Trong một số trường hợp, ta thấy động từ được chia ở thì past continuous. Đối với mệnh đề chính, ngoài would infinitive, người ta sẽ sử dụng would, could hoặc là might để thay thế cho would. The third conditional, past unreal. Các em thấy điều kiện loại 3, người ta sử dụng điều kiện loại 3 để nói về một sự vật hoặc một sự việc không thật ở quá khứ. Đối với điều kiện loại 3, mệnh đề if, động từ được chia ở thì quá khứ hoàn thành. Mệnh đề chính được chia là would have, đi với động từ past participle. Thầy cũng nói thêm, đối với mệnh đề if, đôi khi các em sẽ thấy người ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Sử dụng trong những trường hợp nào thì một lát nữa trong phần bài tập, chúng ta sẽ có một vài ví dụ và lúc đó thầy sẽ nói rõ hơn cho các em. Đối với mệnh đề chính, thì ngoài việc sử dụng would have a verb past participle, chúng ta có thể dùng could hoặc là might để thay thế cho từ would. Bây giờ, thầy sẽ có phần tóm tắt. Cái bảng tóm tắt này các em thấy thầy chia ra ở bên trái chúng ta.
chúng ta thấy là mệnh đề if, ở bên tay phải là mệnh đề chính main clause. Và ta lần lượt có các loại, loại 1, loại 2 và loại 3. Bản tóm tắt này theo thầy rất quan trọng. Các em cần phải đọc kỹ và ghi nhớ. Nó sẽ rất hữu ích cho các em để sau này các em sử dụng những câu có liên quan đến câu điều kiện và làm bài tập sau này. Thầy cũng có một cái ghi chú nhỏ với các em. Thầy có câu thế này: If you hit the ice, it melts. Các em có nhận ra có một điều lạ gì không? Đó là phần chia động từ ở cả hai mệnh đề. Các em thấy ở bên tay trái là mệnh đề if, ta chia động từ ở thì hiện tại đơn. Ở bên tay phải là mệnh đề chính, ta cũng chia động từ này ở thì hiện tại đơn. Vậy, khi nào ta sử dụng trường hợp này? Ta sử dụng thì hiện tại đơn chia ở mệnh đề chính. Trong trường hợp ta muốn nói về một sự thật, một chân lý. Và sau đây, chúng ta sẽ bước sang làm bài tập. Task 1. Choose the best answer. Các em thấy câu số 1. Bài tập này, người ta bảo các em là phải chia động từ. Câu này có hai mệnh đề, mệnh đề if và mệnh đề chính. Vậy thầy đố các em, ta sẽ dựa vào đâu để ta chia động từ đúng bây giờ? Các em có suy nghĩ ra chưa? Ta sẽ dựa vào động từ của mệnh đề chính và ta sẽ chia động từ của mệnh đề if. Điều này bắt buộc các em phải thuộc công thức. Các em thuộc công thức thì các em mới suy diễn ra được. Bên đây là thì tương lai đơn, thì em nghĩ rằng đây là điều kiện loại 1. Mà điều kiện loại 1 thì mệnh đề if của chúng ta sẽ là thì gì các em? Thì hiện tại đơn. Vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là lựa chọn A. Ha. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu số 2. If today were Monday. Trong trường hợp này các em thấy nếu như câu số 1 người ta cho động từ đã được chia sẵn ở mệnh đề chính và người ta bắt em tìm đáp án cho mệnh đề if, thì bây giờ ngược lại câu số 2 người ta cho mệnh đề if và mình phải chọn động từ để chia mệnh đề chính. Thầy xin nói thêm, các em sẽ thấy là lúc nãy ở câu điều kiện loại 2 thầy nói là ta dùng thì quá khứ đơn. Đối với động từ to be, quá khứ đơn sẽ có hai loại là was và were. Ở đây thầy chọn were vì trong các đề thi trung học phổ thông của các em đề ra thường dùng were cho tất cả các chủ ngữ. Chúng ta quay lại. If today were Monday, vậy were ở đây, động từ were được chia ở đây là điều kiện loại 2 và mệnh đề chính của chúng ta sẽ là gì các em? Là would infinitive. Lựa chọn C là đáp án đúng. Chúng ta chuyển sang câu số 3. Các em có thấy điều gì không? Trong câu số 3, người ta bảo em phải chọn động từ ở mệnh đề if và chúng ta phải chọn luôn động từ ở mệnh đề chính. Vì ta dựa vào cái gì bây giờ? Ta sẽ dựa vào gì các em? Ta sẽ dựa vào ngữ cảnh, đó là context. Mà ngữ cảnh thường được thể hiện qua các trạng từ chỉ thời gian. Cụ thể, ta có từ last night. Last night là tối qua, là nói về quá khứ. Mà nói về quá khứ thì ta đang nói về điều kiện loại 3. Điều kiện loại 3 thì ta lại nhớ công thức đi. Điều kiện loại 3 mệnh đề if thì ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành. Và bên mệnh đề chính của chúng ta sẽ là would have a verb past participle. Vậy đáp án đúng của chúng ta chính là lựa chọn B. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2. Task 2. Rewrite the following sentences. Câu số 1. Go right now or you will be late for school. Phải đi bây giờ hoặc là bạn sẽ đi đến trường trễ. Các em thấy cái chữ O màu vàng không? Thầy viết chữ màu vàng cho các em dễ nhận ra, dễ nhìn thấy. Thường thì cái mệnh đề phía sau chữ O này ta sẽ làm mệnh đề chính. Go right now, đi bây giờ hoặc là bạn sẽ đến trường trễ. Vì bây giờ thầy nói sao các em? Nếu bạn không đi bây giờ, bạn sẽ đến trường trễ. Vậy em thấy tình huống này có xảy ra không? Có xảy ra đúng không em? Vậy ta quyết định đây
sẽ là câu điều kiện loại 1. Cụ thể, ta có câu này như sau. If you don't go right now, you will be late for school. Câu số 2. He doesn't understand the lessons because he doesn't attend class regularly. Và bây giờ câu số 2, các em lại chú ý đến động từ doesn't understand và doesn't attend. Hai động từ này được chia ở thì hiện tại. Mà thì hiện tại có nghĩa là ta đang nói đến vấn đề hiện tại. Mà hiện tại thì ta sẽ đặt điều kiện loại 2. Vậy bây giờ ta có anh ta không hiểu bài vì anh ta không tham gia lớp học thường xuyên. Ta nói ngược lại nếu gì các em? Nếu anh ta tham gia lớp học thường xuyên thì anh ta sẽ hiểu được bài. Đây, ta có câu này. If he attended class regularly, he would understand the lessons. Thầy cũng nói thêm với các em, sau khi mà em xác định được cái hoàn cảnh là ở hiện tại rồi, cái tình huống ở hiện tại, mình viết câu điều kiện là mình điều kiện loại 2, thì sau khi các em viết xong, em vui lòng nhớ lại cái công thức điều kiện loại 2 để chúng ta dò lại phần chia động từ có đúng hay không. Các em ha, ở đây là if he attended và bên đây là would understand. Ta có câu số 3. We didn't know it was going to rain, so we didn't bring umbrellas. Động từ ở đây, thầy nói rồi, đầu tiên là các em xác định động từ để ta biết cái bối cảnh, cái ngữ cảnh, cái context. Chúng tôi không biết rằng trời sẽ mưa, vì vậy chúng tôi không mang theo dù. Động từ ở đây, didn't know và didn't bring ở quá khứ. Ở quá khứ tức là chúng ta đang nói về cái tình huống ở quá khứ. Mà tình huống ở quá khứ là ta đang nói về điều kiện loại 3. Ha? Vậy, chúng tôi không biết trời sẽ mưa, vì vậy chúng tôi không mang theo dù. Vậy nếu gì các em? Nếu chúng tôi biết gì? Biết trời mưa, chúng tôi sẽ mang theo dù. Cụ thể, if we had known it was going to rain, we would have brought umbrellas. Một lần nữa, thầy nhắc các em, viết xong ta phải chú ý đến cái gì? Ta chú ý đến động từ. Ha? Had known, bên đây là would have brought. We move to task number 3. Choose the best answer. Chúng ta có câu số 1. Các em thấy là ở task số 1 á, thì chúng ta làm cái chỉ chia động từ thôi, chọn động từ đúng. Task số 2 là chúng ta phải viết ra. Và đến task số 3. Câu số 1, he spent his money carelessly and became broke. Anh ta đã xài tiền bất cẩn và anh ta trở nên hết tiền, phá sản. Đầu tiên thì thầy mong muốn các em xác định cho thầy động từ. Động từ này ở thì quá khứ. Động từ ở thì quá khứ có nghĩa là chúng ta đang cần đến điều kiện loại 3 để viết lại. Điều kiện loại 3, vậy em nhìn lựa chọn A là gì đây? Doesn't spend. Các em đã nhớ công thức, đã thuộc công thức rồi. Thì mình nhìn thấy cái lựa chọn A, doesn't spend là không đúng rồi. Đúng không các em? Doesn't spend là công thức của điều kiện loại 1. Vậy ta không đọc tới nữa. Loại bỏ đi. Lựa chọn B của chúng ta, didn't spend. Didn't spend này lại là liên quan đến điều kiện loại 2. Lại không đúng nữa rồi. Chúng ta bỏ qua đi các em. Đến lựa chọn C, he hadn't spent. Có vẻ như đúng rồi đó các em. Nếu anh ta không xài tiền bất cẩn, anh ta sẽ không có phá sản. Em nhìn công thức đi. Bên đây là thì quá khứ hoàn thành, hadn't spent. Bên đây là would have, verb past participle. Câu này là đúng rồi đó. Nhưng mà mình cũng phải đọc tiếp cái lựa chọn D xem thế nào. If he did spend his money carelessly, he would become broken. Em thấy câu này sao? Câu này không đúng đúng không? Câu này là điều kiện loại 2. Cho nên đáp án đúng của chúng ta là lựa chọn C. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến câu hỏi số 2. She can't find a good job because she doesn't know how to use a computer. Rồi một lần nữa, các em nhìn vào phần động từ giúp thầy. Can't find và doesn't know. Đây có phải là động từ được chia thì hiện tại? Mà động từ chia thì hiện tại thì ta đang nói có điều kiện loại 2. Ta sẽ viết một câu điều kiện loại 2. Rồi, các em có nhớ gì không? Nhớ trong đầu mình công thức của câu điều kiện loại 2 liền cho thầy. Để ta mới nhận dạng ra. Lựa chọn A, if she knows. Rồi, không chọn các em nha. If she knows, đây là điều kiện loại 1.
ta loại. Lựa chọn B, if she knew, có vẻ như đúng đó các em. If she knew, nếu cô ta biết sử dụng máy tính thì cô ta có thể tìm được công việc tốt. Lựa chọn C, if she had known, rồi ta bỏ liền các em à. Bởi vì had known đây là dấu hiệu, là động từ được chia dành cho điều kiện loại 3. Vậy ta bỏ câu, ta không nhận lựa chọn C nha. Đến câu lựa chọn D cũng vậy, if she had known, ta không đọc nữa, bởi vì ta đã xác định câu 2 này là phải dành cho điều kiện loại 2. Vậy thầy nghĩ là các em sẽ nghĩ giống thầy, là ta sẽ chọn lựa chọn B là đáp án đúng. Đúng rồi các em. Ta chuyển sang phần mới nữa mà thầy dự định nói với các em. Thực ra đây không phải là phần mới, mà đây là phần cũ, bởi vì chúng ta ôn lại mà. Other expressions, những cách diễn đạt khác. Thầy có câu này. Number one, if there were not the sun, man would live in the darkness. Và number two, if she had not had a visa, she couldn't have come to that country. Rồi, các em suy nghĩ nha. Trước khi các em biết được câu hỏi của thầy, thì thầy muốn nói chuyện với các em đây. Nếu không có mặt trời, con người sẽ sống trong bóng tối. Câu 2, nếu cô ta không có visa, cô ta không thể đến đất nước đó được. Vậy em suy nghĩ gì khi thầy nói rằng bên đây nếu không có, the sun này là một danh từ. Bên đây if she hadn't had và a visa là một danh từ. Vậy có hai từ nào thầy có thể dùng để thay thế cho những cái từ, những cái cụm từ đã được underline các em? Các em suy nghĩ ra chưa? Đây, before và without. Các em theo kịp không? Các em nhớ chưa? Before the sun, without the sun, without a visa và before a visa. Cái này các em được học rồi và chúng ta chỉ nhớ lại thế này. Thầy nhắc lại đây. Before và without có nghĩa là nếu không có, được sử dụng cho điều kiện loại 2 và loại 3. Sau before và without, ta sẽ đi với một danh từ hoặc một ngữ danh từ. Một phần ngữ pháp liên quan đến câu điều kiện, nằm trong câu điều kiện, đó chính là inversion in if clause type 3, đảo ngữ của mệnh đề if trong câu điều kiện loại 3. Thầy có một câu ví dụ. He would have passed his exam if he had studied hard. Thầy đố các em, trong câu này có bao nhiêu mệnh đề? Phải có hai mệnh đề đúng không các em? Thầy trả lời luôn. Vậy các em xác định cho thầy mệnh đề if đâu? Mệnh đề if đâu? Đây. If he had studied hard, đây là mệnh đề if. Vậy các em hãy nhìn thầy viết lại mệnh đề if như sau. Had he studied hard? Các em suy nghĩ gì không? Bây giờ thầy phân tích cho các em. If he had studied hard, nếu anh ta học chăm chỉ. Và bây giờ các em thấy chữ had này nè. Thầy đưa lên trước chủ ngữ thành had he và thầy lược bỏ từ if đi. Có phải chúng ta sẽ có là had he studied hard, he would have passed his exam. Được chưa các em? Nếu bạn nào mà chưa nắm rõ nữa, thầy sẽ có ví dụ số 2. Ví dụ số 2 của chúng ta, mệnh đề if là if they had carried out the task earlier. Và they had, ta sẽ đưa lên trước chủ ngữ, đó là they, had they. Và ta tiếp tục lược bỏ if đi. Cụ thể, câu này ta có. Had they carried out the task earlier, they would have finished it yesterday. Thầy nghĩ rằng hai ví dụ này có thể giúp chúng ta đi tìm được công thức. Công thức của thầy là if subject had past participle, mệnh đề chính phía sau thầy không đề cập đến. Và khi ta đảo ngữ, câu của chúng ta sẽ là had subject verb past participle và main clause nằm ở phía sau. Và bây giờ chúng ta còn chần chờ gì nữa? Chúng ta sẽ bước sang bài tập task 4. Choose the best answer. Number 1. I got home late because of the rain. Rồi. Cái gì mà liên quan đến câu điều kiện là em đầu tiên em nhìn đến phần chia động từ.
got home. Got home là ở thì gì các em? Thì quá khứ. Mà quá khứ đây chính là điều kiện loại 3. Rồi chúng ta cùng nghiên cứu. Lựa chọn A, but for the rain. Nếu không có cơn mưa, I wouldn't have home late, have got home late. Nếu không có cơn mưa, tôi đã không về nhà trễ. Lựa chọn B, without the rain. Nếu không có cơn mưa, tôi sẽ về nhà trễ. Lựa chọn C, nếu trời không mưa. Không, thầy không chọn cái này. Cái biết sao không? If it didn't rain là điều kiện loại 2. Mà hồi nãy mình thống nhất là mình nhìn cái động từ got home là ta xác định điều kiện loại 3 rồi. Cho nên lựa chọn C là ta không tính nữa. Lựa chọn D, if it had rained, nếu trời mưa, tôi sẽ về nhà trễ. Ở đây thầy muốn nói với các em là ta cũng không chọn lựa chọn D. Vì sao? Vì em ở đây em nói là nếu trời mưa, thực chất ra trời có mưa không các em? Có. Tôi về nhà trễ bởi vì trời mưa. Lựa chọn D của em là nếu trời mưa, em không cần nếu, trời đã mưa rồi. Cho nên câu này là câu sai. Ta còn lựa chọn A và lựa chọn B. Nếu không có cơn mưa, tôi đã không về nhà trễ. Thầy nghĩ lựa chọn A là đáp án đúng. Đúng rồi các em. Thực ra những cái bài tập này nó phải có thời gian các em. Mất thời gian các em chịu khó các em nghe thầy giải thích. Bởi vì khi mà mình nghe thầy cô mà giải thích rõ như vậy sẽ giúp các em phân tích được rất là nhiều. Các em sẽ có kinh nghiệm nè. Rồi các em sẽ ôn lại cái kiến thức. Cho nên các em chịu khó một chút xíu nha. Bây giờ number 2. Câu số 2. I didn't know you were coming, so I didn't wait for you. Tôi không biết là bạn sẽ đến, vì vậy tôi không đợi bạn. Rồi chúng ta lại thấy là didn't know và didn't wait. Động từ ở quá khứ. Động từ ở quá khứ tức là ta phải nghĩ đến điều kiện loại 3. Điều kiện loại 3 bắt đầu chúng ta bắt tay vào lựa chọn các em. Lựa chọn A. Nếu tôi biết bạn đến thì tôi sẽ đợi. Các em thấy câu này không đúng vì sao? Ở đây hai sự việc didn't know là ở quá khứ, didn't wait cũng ở quá khứ. Hai sự việc này ở quá khứ. Còn lựa chọn A chúng ta một bên là quá khứ, một bên là hiện tại, là chúng ta không chọn. Tức là một bên là điều kiện loại 3, một bên điều kiện loại 2. Nó không thích hợp là đáp án đúng cho cái câu hỏi 2 này. Đến lựa chọn B, I would wait for you. Không được các em. Đây là điều kiện loại 2, ta loại luôn. Đến lựa chọn C, had I known, nếu tôi biết là bạn sẽ đến thì thầy sẽ đợi. Lựa chọn D, nếu tôi biết rằng bạn đến thì tôi sẽ không đợi. Ở đây em thấy câu D hơi nghịch lý ha, nghịch lý. Nếu mà tôi biết bạn đến thì tôi sẽ không đợi. Nó không phù hợp với lại cái ngữ cảnh của câu số 2. Vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là lựa chọn nào các em? Là lựa chọn C. Ở dưới này em có thấy cái chữ màu cam. Thì làm cho các em hiểu thêm thôi. Tức là từ cái hoàn cảnh, từ cái context của cái câu số 2 nè, em viết ra câu này thành câu điều kiện. Rồi từ câu điều kiện em đảo ngữ lên thành câu này. Đó là thầy giải thích lên cho các em rõ thêm thôi. Còn bạn nào mà làm mà nắm vững rồi thì em không cần bước qua giai đoạn này. Em chuyển thẳng đến lựa chọn C để ta chọn là đáp án đúng. Các em học sinh thân mến, thầy và các em vừa ôn xong một số phần của câu điều kiện loại 1, loại 2, loại 3 và đảo ngữ của mình để if loại 3. Bây giờ thầy sẽ giới thiệu với các em một số bài tập có liên quan đến câu điều kiện mà thầy và các em vừa ôn trong tiết này. Những câu hỏi này xuất hiện trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia những năm vừa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017, mã đề 401, câu số 44. We survived the accident because we were wearing our seat belts. Chúng tôi sống sót qua tai nạn này, tai nạn đó bởi vì chúng tôi có mang dây an toàn. Vậy thì em xác định rõ động từ ở của chúng ta ở đây là thì quá khứ. Mà động từ ở thì quá khứ thì ta sẽ viết ra câu điều kiện loại 3. Lựa chọn A của chúng ta là gì đây? Nếu không có dây an toàn thì chúng tôi đã sống sót qua tai nạn đó rồi. Nếu không có dây an toàn, em nhớ nha, nếu không có dây an toàn. Lựa chọn B của chúng ta là nếu chúng tôi không mang dây an toàn thì chúng tôi đã không thể sống sót qua tai nạn đó. Lựa chọn C, nếu như không có dây an toàn
chúng tôi đã có thể sống sót qua tai nạn đó. Thì em thấy là lựa chọn A với C là giống nhau, chỉ thay thế bởi cái từ but fault và without. Lựa chọn D là không đúng. Vì sao? Lựa chọn D là thành điều kiện loại 2. Điều kiện loại 2 rồi. Và tóm lại, theo thầy nghĩ, chúng ta sẽ chọn lựa chọn B chính là đáp án đúng. Thì lúc nãy giảng bài trong cái phần mà ôn tập, thầy có nói các em là trong mệnh đề if thì chúng ta sẽ dùng thì quá khứ hoàn thành ở điều kiện loại 3. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, ta sẽ dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Và đây chính là trường hợp đó. Các em nhìn lại câu này. Chúng tôi sống sót qua tai nạn đó bởi vì chúng tôi đang mang, lúc đó chúng tôi có đang mang dây an toàn. Vậy em thấy ở đây không? Had we not been wearing, thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Đây, thầy có viết dưới này chữ màu vàng để giải thích cho các em hiểu rõ hơn. Lựa chọn B là đáp án đúng và đây chính là đảo ngữ của câu điều kiện loại 3 các em. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018, mã đề 401. Câu hỏi số 21. If Martin were here now, he asked to solve this difficult problem. Rồi em nhìn động từ cho thầy đi. Em nhìn động từ này có phải là điều kiện loại 2 chứ? Mà điều kiện loại 2 bên đây là gì các em? Là quá khứ đơn, thì bên mệnh đề chính của chúng ta sẽ là would infinity. Vậy chúng ta nhanh chóng tìm được đáp án đúng của chúng ta chính là lựa chọn A, would have. Tương tự như vậy, chúng ta có câu số 11 của mã đề 402. Các em đọc đi. If he didn't have to work today. Nếu anh ta không phải làm việc hôm nay. Em thấy không? If he didn't, mệnh đề if, người ta chia thì quá khứ đơn. Tức là điều kiện loại 2. Điều kiện loại 2 thì bên mệnh đề chính của chúng ta sẽ là would infinity. Và đáp án đúng của chúng ta sẽ là lựa chọn C, would take. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, mã đề 401, câu số 22. Chúng ta nhìn qua câu này và chúng ta thấy ở mệnh đề if the weather is fine this weekend. Nếu thời tiết đẹp vào cuối tuần này, thì ở mệnh đề if động từ được chia ở thì hiện tại đơn. Mà động từ được chia ở thì hiện tại đơn có nghĩa là đây sẽ là điều kiện loại 1. Điều kiện loại 1 thì mệnh đề chính của chúng ta sẽ là thì tương lai đơn, will infinity. Nên đáp án đúng của chúng ta sẽ là lựa chọn B. Các em học sinh thân mến, tiết ôn tập của chúng ta về điều kiện loại 1, loại 2, loại 3, đảo ngữ của mệnh đề if điều kiện loại 3, thầy cũng xin giới thiệu với các em đường link ở trên màn hình để các em có thể tải về một số bài tập có liên quan đến phần của chúng ta ôn hôm nay. Các em học sinh thân mến, tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Thank you for listening to us. Goodbye for now and see you next time.